Chào các bạn, đến với khóa học lập trình hướng đối tượng C cộng cộng. Tôi là Bùi Thế Tâm. Trong bài này tôi sẽ trình bày về mảng cấu trúc. Thì khai báo một mảng cấu trúc như này, ví dụ như là sinh viên chẳng hạn, có cái kiểu dữ liệu sinh viên khai là A100, khai in N. Thì cái sinh viên này, ví dụ như là kiểu sinh viên như thế này. Ví dụ như là kiểu sinh viên gồm có mã sinh viên này, họ tên này, đấy, các loại điểm này. Đấy, chúng ta khai một cái mảng A là có 100 như thế này. Thì truy nhập vào các trường của một phần tử có kiểu cấu trúc thì chúng ta dùng cái là AI mã sinh viên và AI điểm trung bình. Đây, ví dụ như là cái kiểu sinh viên của chúng ta như thế này. Chúng ta khai tidy abstract này, gồm có mã sinh viên, họ tên này, ngành sinh này, điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ và điểm trung bình. Thì ở đây chúng ta cho là một cái là tên của nó là sinh viên. Đây là một kiểu dữ liệu mới do mình tự định nghĩa. Thì chúng ta khai một cái mảng, thì chúng ta sẽ khai như thế này: sinh viên A50. Đấy, chúng ta khai một cái biến nguyên N để chỉ là tuy khai 50 nhưng ta dùng là không đến 50 thì nó có một cái chỉ số N này. Thế thế để truy nhập vào các cái trường thì chúng ta dùng AI tên các cái trường này. Duyệt qua một mảng cấu trúc và xử lý các trường thì chúng ta for i bằng 0, i nhỏ hơn N, i cộng cộng. Đấy, xử lý các trường thì dùng AI chấm tên trường. Thế bây giờ con trỏ cấu trúc và mảng cấu trúc thì cái mảng cấu trúc ấy chúng ta có thể xử lý nó bằng cái con trỏ cấu trúc cũng được. Đấy, thì chúng ta dùng những cái này hoàn toàn giống như mảng các số một chiều mà đã học ở trong các bài trước. Ví dụ chúng ta khai sinh viên này, cái con trỏ P, khi chúng ta gán P bằng A bằng địa chỉ đầu của mảng A này thì lúc đó chúng ta có 5 cách truy nhập vào các cái thành phần của AI. Cách thứ nhất là này, AI thành phần thì là không liên quan gì đến con trỏ ấy. Thế còn cái mảng A của chúng ta ấy, đấy, cái mảng A của chúng ta thì nó là địa chỉ của cái phần tử đầu tiên, tên của mảng A là địa chỉ phần tử đầu tiên. Thế muốn truy nhập đến cái thành phần thứ y, cái thành phần thứ y của mảng thì ta dùng A cộng y sau sao. Sao đây là cái giá trị, đấy, giá trị của vùng nhớ mà cái con trỏ A cộng y trỏ tới. Đấy, thì giá trị đó ta phải ngoặc cái này sau chấm thành phần cũng được này. Khi ta dán P bằng A rồi thì PI chấm thành phần cũng ra này, hay là P cộng Y sao dùng ngoặc chấm thành phần cũng ra này, hay dùng kiểu con trỏ là P cộng Y trừ lớn hơn thành phần thì nó cũng ra. Tôi sẽ minh họa ra năm cái cách như này. Đấy, thế bây giờ chúng ta sang cái ví dụ này. Bây giờ tôi xem là có cái lỗi gì không ạ. Như vậy cái này không có lỗi rồi. Thì bây giờ tôi giải thích này. Bây giờ đây là một cái bài toán là chúng ta định nghĩa với kiểu cấu trúc như thế này. Đây là một cái tài khoản của ngân hàng, ví dụ tidy abstract có mã của khách hàng, cha họ tên khách hàng 25, double là số dư. Chúng ta định nghĩa kiểu cấu trúc này là khách. Khách
Thế thì bây giờ cái hàm chúng ta có một cái hàm như này, nhập một cái dữ liệu kiểu cấu trúc, đây định nghĩa rất tổng quát, void nhập này, khách vái, thì chúng ta định nghĩa đây là cái biến tham chiếu, biến cấu trúc kiểu tham chiếu, truyền cấu trúc theo tham chiếu. Thì ở đây để nhập cho cái x này, vì ở đây là tham chiếu cho nên khi mà chúng ta nhập vào cái x này rồi thì là cái giá trị của nó vẫn vẫn nó dùng chung với cái vùng nhớ của cái của cái đối số lúc gọi đấy, cho nên là chúng ta giữ được cái giá trị. Ví dụ ở đây ta nhập mã tài khoản c c này, x chấm mã này. Đây bây giờ mới đến cái bài này là chúng ta cái cách nhập dữ liệu cho cái biến biến cho các biến cấu trúc chúng ta làm như nào. Chúng ta nhập cũng c nên số chúng ta dùng xc chấm c, sau để cho nó khỏi trôi lệnh thì ta dùng cái lệnh là flash start in, sau đến vào họa tên, vào họa tên ở đây ta sử dụng cái hàm getline c chấm getline, c là cái đối tượng đấy, cái đối tượng là vào của cái nhập dữ liệu từ bàn phím của cái lớp YoStream này. Thế xin getline ít thì chấm họ tên 25 ký tự, nhiều nhất 25. Thế số dư vào số dư là xin ít thì chấm số dư. Đấy, như vậy là cách nhập cho một cái biến này là như vậy. Thế bây giờ tôi ở trong cái chương trình chính người làm thế nào? Trong chương chính tôi khai n là cái số phần tử của cái mảng chúng ta dùng, khai khai cái mảng cấu trúc A50 kiểu khách vào n c n và for i bằng 0, i nhỏ hơn n, i cộng 1, nhập ai nhập ai. Ở đây chúng ta vì cái xì của chúng ta khai ở cái dạng tham chiếu cho nên nó sẽ dùng chung vùng nhớ với cái ai này, cho nên khi thoát khỏi cái nhập này thì cái dữ liệu nó lưu được luôn ở AI mà chúng ta không cần phải gán gì cả. Không cần phải gán gì cả. Thế bây giờ thử xem là cái nhập nó làm việc như thế nào. Tôi sẽ chạy để các bạn quan sát. Rồi. N này. Bây giờ tôi nhập vào 3 người. Đấy, mã tài khoản 4 5 6 7. Lê Hoàng. Enter. 400 56 triệu 700 86.000. Ở đây là tính triệu đồng, triệu nha. Triệu như này ở đây là có dấu chấm rồi này. 456 triệu. Ví dụ lấy đơn vị là triệu. Đến cái này 6789. Bùi Toàn 342 triệu 444.000. Mã tài khoản 1234. Trần Ban. Số này 999 triệu 858.000. Đây thì như vậy. Tôi sẽ minh họa 5 cái cách in khác nhau. Đấy, sau khi nhập dữ liệu rồi, in là 5 cách duyệt qua mảng cấu trúc. Về in in theo AI cái vừa rồi đấy, in theo AI đây. Như vậy
Như vậy đã nhập xong này. Bây giờ in. Bây giờ in, chúng ta in. Đây là một kiểu in. Đây là cách minh họa là truyền mảng cấu trúc của hàm. Truyền mảng cấu trúc của hàm ấy. Thì đây cái chuyện riêng cái in 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 này thì ta dùng hàm in. Cách thứ nhất là in mảng theo các cái AI, chúng ta dùng hàm, chúng ta gọi cái hàm in mảng này, gọi cái hàm in mảng A về N. Đấy, A là cái địa chỉ đầu tiên của mảng này, thế N là số phần tử dùng này. Thì ở đây chúng ta trong cái hàm này chúng ta phải dùng con trỏ, vì đây là mảng cho nên là ta dùng con trỏ khách sao S. Đây là con trỏ, con trỏ kiểu cấu trúc, và một cái biến là biến tham chiếu M này để nó dùng chung vùng nhớ với lại cái biến N lúc gọi này. Thì ở đây chúng ta không dùng gì đến cho nên không dùng thay đổi cái M, cho nên chúng ta dùng công. Đây là for i bằng 0 đến M. Thế ở đây dùng là si chấm mã thôi, si chấm mã, si chấm họ tên, si chấm số dư. Thế như vậy là như vậy, cách này này là dùng là cái kiểu AI này, cho nên là ở đây nó in được theo kiểu AI. Chúng ta gọi cái hàm in mảng nó ra được cái này. Đây, đây là số tài khoản này, tên này, số dư này của ba người vừa mới nhập. Thế bây giờ minh họa tiếp. Những cái in sau không dùng hàm nữa, dùng chu trình luôn. In theo sao A cộng Y, sao A cộng Y thế này, for i bằng 0 đến n y cộng cộng. Này, cái cách thứ hai mà phần lý thuyết tôi nói, tức là cách này sao A cộng y thành phần, sao A cộng y thành phần thì sao này, sao A cộng y chấm mã này, sao A cộng y chấm họ tên, sao A cộng y chấm số dư thì nó cũng ra này. Này, cách thứ hai đây thì nó cũng ra cái đáp số y như này. Thế bây giờ đến cái cách thứ ba này. Cách thứ ba đây. Cái cách ba là bây giờ ta khai một cái con trỏ P là kiểu khách, sau ta gán P bằng A. Đấy, gán địa chỉ đầu tiên của mảng cấu trúc cho vào P. Thế sau in các thành phần PI thì lúc đó cái PI dùng hoàn toàn như là A thôi. Cũng for i mà không nghĩa là PI mã, PI họ tên, PI số dư. Đấy, thì nó cũng in ra cái cách pi đây, in theo cách pi cũng in ra được ba cái bản ghi này. Thế bây giờ cách như này, in mảng theo sao cộng pi, sao cộng pi thì chúng ta dùng cũng dùng tương tự như trên như cái a thôi, là sao này p cộng y đấy, ngoặc ở đây chấm mã, theo cái này ngoặc họ tên và chấm số dư thì nó cũng được. Này, sao cộng vi cũng được hoàn toàn là ba cái dòng dữ liệu ấy. Thế bây giờ cái cách dùng cuối cùng là in mảng theo cái p cộng y rồi mũi tên. Đấy, p cộng y mũi tên là for i bằng 0 đến n này, cao này, p cộng y mũi tên mã, p cộng y mũi tên họ tên, p cộng y số dư n thì nó cũng ra. Đấy, dùng cái p cộng y mũi tên rồi các cái thành phần thì nó cũng ra được ba cái. Như vậy là chúng ta có tất cả là 5 cách truy nhập vào cái thành phần của một cái mảng cấu trúc, có 5 cách như thế này. Cách nào cũng được, khi mà nếu ta dùng con trỏ, nếu dùng con trỏ thì có thêm 3 cách, mà nếu không dùng con trỏ thì có 2 cách như thế này truy nhập một cái thành phần. Như vậy cái bài ấy, bài này là tôi đã trình bày là về mảng cấu trúc, mảng cấu trúc và cái cách dùng con trỏ cấu trúc như thế nào, mảng cấu trúc và con trỏ cấu trúc. Thì bây giờ tôi dừng lại cái màn hình này để các bạn có thể là lưu lại cái màn hình kết quả. Màn hình kết quả giai đoạn đầu nhập 3 người này, hay nhập bao nhiêu người thì cái N này chúng ta định nhập mấy người thì chúng ta ghi vào đây. Thế sau đi
5 cách in một cái mảng cấu trúc, 2 cách là không dùng con trỏ và 3 cách dùng con trỏ. Và đây chúng ta có hai hàm, cái cách xây dựng hàm đối mảng cấu trúc, tức là truyền theo tham chiếu, cái này thì truyền theo tham chiếu và truyền theo con trỏ. Thì tôi dừng lại cái ví dụ này, cái chương trình này mỗi màn hình 3 giây, 1, 2, 3 giây, màn hình thứ 2, 1, 2, 3 giây, màn hình thứ 3, 1, 2, 3 giây, màn hình cuối 1, 2, 3 giây. Tôi dừng lại cái phần lý thuyết, 1, 2, 3 giây, 1, 2, 3 giây. Bài này tôi trình bày đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.